Chào cả nhà, hôm nay Mung với mẹ với lại thím Út cùng đi ra ruộng sen để hái sen nữa nha. Mẹ như chú có chú Bi ở ngoài gì mẹ, phải không? Phải giống chú Bi không? Ôi bữa nay vừa cái ao sen này nó quá nhiều, nó mọc quá nhiều rồi nè. Lúc bữa hổm con đi với anh Tư Khá nó hư rỉnh rồi mẹ. Bữa nay nó dày đặc kìa. Tiên là nó xông pha lắm á mẹ, ở chổng là xông pha lắm á. Tại ngay đây là cái chỗ mà cái rảnh á mẹ. Bi ơi. Dạ chú Bi này rồi ấy kìa. Chú đang móc có hả? Con không có biết. Chú móc sao à, chú chỉ con chứ ai. Cái nào non non á, học tay chứ móc cái rễ chứ. Chứ nó đâu có nằm ở trên đâu, không biết. À cái lá non này hả chú? Ừ. Là thọt xuống cái rễ là nó đâm nhánh ra hay gì? Ừ, nó có cái rễ chứ. Dạ. Thọt đúng dưới cái nó có cái rễ chứ bự. Thì cả nhà chú em móc nè. Ừ. Ủa sao mà mình biết cái ngó cái rễ chú? Cái rễ đó nó già hay gì? Nó nằm dưới vậy đó. Con nghe nói hình như có cái rễ nó cũng tương tự giống vậy phải không chú? Ừ, nó hai rễ, một cái rễ, một cái rễ của nó, một cái ngó. Với cái ngó. Nó cứ ngắt rồi nè. Ruộng nó cứng. Hình như con nói cái sen này nó khôn lắm á chú, phải không? Con nói mình móc lần đầu tiên nó trên khơi á, xong rồi móc lần thứ hai là nó mọc hơi nhít chút xíu ở dưới á. Tại đất này nó cứng, ít ruộng. Còn như đất hầm rồi nó mềm, nó nằm dưới trên nhà hiệu à. Cái đó là cái rễ hay cái ngó chú? Ngó nè. Cái đó cái ngó à, sao chú biết cái ngó cái rễ chú? Giờ chứ không biết. Ủa rồi như mà mình nhìn như vậy mình biết không? Biết, thì cái này của nó nè. Cái đó là cái ngó không đó hả? Ừ, cái ngó sen đó. Rồi không có cái nào có rễ hả chú? Cái rễ nằm ở dưới, rễ mình bứt chi, bứt lên nó chết cây sao? À, nó cũng tương tự giống vậy mà mình không có bứt ha. Ừ, bứt nó chết cái cây. À. Con với mẹ con đi hái à, hái cái gương cái thím Út kìa. Ừ, cái đó móc mau ha, nhìn khơi ha. Chỗ mềm. Dạ. Chỗ mềm móc mau. À, cái nó nằm kế, nó chìa ra kế bên cái lá non á, ngộ. Vậy là nó đâm thẳng ra luôn hay là nó mọc lên lá luôn chú? Đó là cái gương hay gì? Nó mọc lên chỗ này nè. Là cái đó cái gương hay là gì? Cái nó già, cái nó ra con chỗ này nè, lên ngay đó đó. À, cái nhánh đó không? Ủa chú, cái ao sen này nè là của ai hả chú? À. Sen này giờ không có của ai chứ. Là mình nó tự nhiên đó chú. Của ông Việt ông mua rồi. Dạ, của người ta mua người ta bỏ rồi cái sen này mọc tự mọc hả chú? Có lần có người ta trồng, người trồng người cúng á, lấy bọc người cúng. Dạ. Rồi ai muốn lại hái thì hái nha. À, hái thì hái. Dạ. Ồ trồng một lan tốt ghê luôn chú ha. Không có nhã không trồng được trước, trồng cúng rồi cái dễ phân. Dạ. Vậy là chú Nhã có gại có gì? Chồng ở đây rồi ai muốn hái thì lại hái ha. Ồ đẹp quá. Đâu chú. Ồ cái gương này ăn là vừa luôn á chú ha. Ta đã ăn một mình rồi cả nhà. Hái gì con? Có hái được chưa? Ăn gì ạ?
Để em đi lại em cho nó cái gương sen. Ôi đây có nó một cái bông nó nở ra, có chuẩn bị thành gương rồi nè. Ốc vuông vàng nhóc trơn nè. Ủa chú, ốc vuông vàng này nó có ăn sen không chú? Ăn chứ. Ôi cạp mà ăn cái bà ổn chứ. Vậy hả? Vậy gai thôi vậy nó ít ăn. Dạ. Vậy không có gai. Chắc tại sen nhiều quá nên nó ăn không kịp á. Nè Tiên cho con nè. Nè ông cho con đó. Ông cho con cái gương nè. Con đứng đây con lột con ăn đi nha. Kìa ốc kìa Tiên, bắt ốc đi Tiên. Ờ bắt ốc đi. Hả? Không chịu hả? Vậy con đứng đây con coi chừng phải không? Tiên, con đứng đây con coi chừng nha. Nè con chạy con chào à ông bà đi, cô chú đi. Nè. À giỏi quá. Cái Tiên nói chuyện nhỏ xíu à cả nhà ơi, mắc cỡ lắm. Nè, con lột này nè. Nè. Mẹ lột qua cho con rồi con hỏi con tự cắn ăn nha. Con biết lột không? Ừ. Gương này là mẹ lụm á. Mẹ lụm nè. Cũng còn ăn được. Nè. Còn một hộp này nữa là hết rồi. Bỏ nó đi. Nè. Con biết lột gương này không? Không ha. Để mẹ lột cho nha. Ủa chú mình là mình móc nó mình có đi vô trong hay là mình ở đây ở ngoài vòng vòng ở ngoài không chú? Ở ngoài thôi. Không vô trong làm gì? Mà vô trong có không chú? Không vô trong nó già chứ. À vô trong nó già ha, vậy là nó mấy cái nhánh nó mọc tược cứ nó mọc ra phía ngoài đừng nó màu lớn ha. Nó ra cái non. Nó ra cái non ha. Lòn mị ở dưới. À. Này cả nhà cái rễ dưới nè cả nhà. Này, ở đây nữa nè, là cái ngó đây nè. À. Cái thân nè. Nó ra cái rễ. Mọc lên cái lá này cả nhà. Xong rồi kéo xuống cái lá non này nè. Dở lên nó có cái ngó nè. Là mình hái cái ngó này. Đó, mình cầm cái này lại đi. Đâu, con ăn hết chưa? Wow, còn có mấy hộp nữa hết rồi. Để mẹ đi hái cái khác cho Tiên. Mình đi vô trong đây mà mới có gương cả nhà ơi. Rút kinh nghiệm lần trước á cả nhà. Em đi vô đây em phải mặc cái quần dài, áo tay dài, nó hơi gai của cái lá sen á. Nó xước đau lắm. Gương này cũng được rồi nè. Em mà không có biết bẻ, nhưng mà mỗi lần bẻ mình phải gỡ ra gì nè, coi mình ăn được có thì mình bẻ. Không biết bẻ bẻ uổng. Cái gương này ăn được nè cả nhà. Bé Tiên nó khoái lắm. Để em bẻ luôn. Ôi hái được bao nhiêu gương rồi đó hái thêm. Hái được đây nè con. Hái lại bao nhiêu.
Wow. Ôi có gương bự nữa nè, như ở phía trong á. Nhìn thấy ham quá. Ủa mẹ, mẹ không có đi vô trong hả mẹ? Có đi rồi. Đi rồi mà ít tiểu hả? Con thấy gương nhóc trơn á. Non mà thấy hết à. Vô trong hồi nãy lỗ chuối trong rồi. Chừng nó muốn á. Ôi có muốn thấy ham mà. Nước nó non ha. Ừ. Nè. Về mấy này mà trụng làm gỏi này kia ăn ngon. Dạ. Em đi vô mị trong đây à. Gương nhóc trơn mà nhỏ nhỏ thôi mà cả nhà. Ở đây có một cái gương nó núp nè. Em coi nó bự không. Wow. Bự rồi nè cả nhà ơi. Giờ nó núp vậy mà em có một cái gương. Gương này vừa ăn luôn á. Em thích ăn những mấy gương to to vậy nè. Nó có cái nhị ở trong á, nó nhẵn nhẵn ăn ngon lắm. Hồi nó núp nữa mà nhưng mà nó chưa có lớn. Wow, cái bông này mới vừa hé nè cả nhà, đẹp ghê luôn á. Nhìn thích quá. À, hái á, thì cái gương ở trong nó có đã có cái gương rồi, hái rất là uổng luôn á cả nhà. Em rất là muốn hái cái bông này. Nhưng mà nó có cái gương rồi thôi. Để lại đi. Cho nó có gương. Coi gương này to quá, để coi được không. Ô oh, được rồi. Hên hên được một cái gương to. Em chào cả nhà. Cả nhà ơi, nãy giờ em hái được bao nhiêu gương rồi nè cả nhà. Nhìn ngon lắm cả nhà. Tại vì mình gương mình sen á, mình mới hái vô á, ăn rất là ngọt luôn á. Mẹ em á, với em Út á, với mấy Tiên đi vô trước rồi. Hái gấp đôi của em gì luôn á. Hái nhiều lắm. Ý mà ngày nào cũng có người hái hết trơn á, mà em vẫn hái được bao nhiêu á cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà nha. Em mời cả nhà ăn cái gương sen này với em nha. Gương sen mới hái. Cái tay em nó hơi đen chút xíu. Mới móc ngó sen á cả nhà. Nó dính bùn á. Ngon quá. Gương mới hái vô ngọt quá, ngọt luôn á cả nhà. Cái hổng nó chưa có nhị nữa. Nhị nó mới vừa xanh hơi à, ăn luôn cái nhị á, ngọt ngay luôn. Ngon quá. Không gì thích bằng là mình đi nguyên cái ruộng sen này nè. Bây giờ nó không thành ao nữa mà nó thành ruộng rồi cả nhà. Nó mọc đầy ruộng luôn. Cái ruộng sen này nè là hồi lúc đó đó người ta mua cả nhà, cái người ta không có trồng lúa nên để trống vậy nè. Cái ông chú ở xóm á, ông chú Nhã ở xóm, cái ông trồng mà thấy vậy á, cái trồng sen này nè để ra bông cúng cả nhà. Rồi nó mọc quá trời nhiều luôn. Rồi chú Nhã nói là ai muốn hái hay là cái gì đó. Hồi nãy chú Bi có nói á, là mình muốn hái gì thì hái nha cả nhà ơi. Bởi vì giờ này á có nhiều người hái lắm. Giờ cảm ơn chú Nhã đã trồng được cái thành quả cho nguyên xóm em bẻ cả nhà. Rất là vui luôn. Cả nhà nào á thích cái ruộng sen này nè. Ruộng sen này là giống như từ thiện đi cả nhà. Ai muốn vô bẻ thì bẻ à. Ai muốn hái gì hái à, múc ngó nè, hái hoa nè, hái bông sen nè. Rồi mình hái gương nữa cả nhà. Ăn tự nhiên rồi cả nhà ơi, không ai la hết trơn á. Ăn cái là cả nhà nào có thích á thì vô nhà em nghe em dắt đi ra ngoài ruộng sen này vui lắm. Hái quá trời nhiều luôn. Có một hoa sen nè cả nhà. Sẵn tiện đây em hái luôn. Em tặng cả nhà nha. Tặng cả nhà, gửi đến cả nhà bông sen và một đống gương sen này nha cả nhà. Tặng cả nhà hết nguyên một vườn sen này luôn. Chào tạm biệt cả nhà nha.